Dì ơi, dì ơi, dì đừng đuổi con đi mà. Con xin, dì ơi. Dì ơi, dì con xin mà. Các bạn ơi, mình bị đuổi khỏi nhà thật rồi. Mình lúc nào cũng phải chăm chỉ làm việc nhà, thế mà dì vẫn đuổi mình đi. Mình biết về đâu bây giờ. Hình như có một bạn nhỏ đang khóc ở kia hay sao nhỉ? Thôi, để mình ra xem nào. Ô cậu gì ơi, sao cậu ngồi đây khóc thế? Chắc cậu lại bỏ nhà đi phải không? Sao cậu biết? Tớ cũng bỏ nhà như cậu mà. Nhưng mà sao cậu lại bỏ nhà đi? Tớ sống với dì ghẻ, dì nào cũng bắt tớ làm mọi việc, hành hạ. Rồi tớ mới tớ ra khỏi nhà. Mụ dì ghẻ thân là xấu xa và độc ác. Cậu đừng về ngôi nhà ấy nữa. Tớ với cậu cùng bỏ nhà đi, sống một cuộc sống tự do, không ai có thể bắt nạt được tớ với cậu cả. Chắc từ đêm qua ăn giờ cậu đói lắm phải không? Thôi đây, tớ có gói em bánh mì, tớ với cậu mỗi người một lửa. Đây cậu ăn đi. Ủa? Thế mình làm gì để sống bây giờ? Cậu yên tâm đi, tớ có một nghề á, kiếm được rất nhiều tiền luôn. Wow. Cái gì chỉ tớ đi. Tớ với cậu sẽ lên kế hoạch đi ăn trộm, đi móc túi. Ăn trộm móc túi á? Đúng rồi, đi ăn trộm móc túi mới có tiền ăn chứ. Không, tớ không làm người xấu đâu. Không làm người xấu thì lấy gì mà ăn? Cái bánh mì cậu đang ăn á cũng là tớ đi ăn trộm đấy. Cái gì? Cái bánh mì này cũng là cậu đi ăn trộm á? Tớ không ăn đồ ăn trộm đâu. Trả chỗ đấy, tớ không ăn đồ ăn trộm đâu. Cậu ơi, đi đâu đây, đi đâu đây, quay lại đây em nào. Ê, đã đói lại còn sĩ diện. Ê, bao giờ muốn đi ăn trộm thì tìm tớ nhá. Nope. Trời ơi, mình nhất định không làm ăn trộm. Làm ăn trộm là người xấu, mình không muốn làm người xấu. Mình đói quá, mình khát quá, mình mệt quá, mình không biết đi đâu bây giờ nữa. Thế đây là ai? Đây bạn con ạ. Bạn con à? Cái gì? Bạn con mà nhem nhuốc bẩn thỉu như thế này á? Lần sau nhớ, bố cấm không được chơi với bạn này nữa. No, no. Con là con nhà giàu, con phải chơi với con nhà giàu, không được chơi với bạn này nghe chưa? À, ăn xin phải không? Cầm tiền đấy, đi chơi với hai đi, lần sau đừng có ra đây chơi nữa. Đi về con. Tại sao không được chơi với bạn đi chơi nghe chưa? Bạn Mi Heo rủ mình ra đây chơi. Có mãi chưa thấy bạn Mi Heo ra đây nhỉ? Ôi, ra hết cho mình. Mà sao có lâu thế? Tớ đợi bố tớ đi làm tớ mới ra được ấy. Thôi, mình ra chơi chơi đi. Cậu chờ ở đây một tí để tớ đi lấy cái này cho cậu nhé. Cái gì đây?
cậu này. Bánh này là bánh gì? Chắc cậu lại tặng tớ. Cậu không biết hôm nay là ngày gì à? Không. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu của trẻ em đấy. Tớ có cái bánh nướng này tặng cậu để làm quà. Tớ suốt ngày làm việc, ngày nào cũng như ngày nào, tớ có biết ngày gì đâu. Đến cơm rồi không được ăn, nói gì đến bánh Trung Thu. Tết của trẻ em à? Tớ ước gì tớ cũng có một gia đình, có bố, có mẹ, được bố mẹ quan tâm, hạnh phúc như cậu ấy. Bố tớ gần về nhà rồi, bố tớ không sao chơi với cậu nữa đâu. Thôi tớ về đây. Chào cậu. Các bạn ơi, các bạn có hoàn cảnh giống mình không? Mình cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người. Mình muốn được có bố, có mẹ quan tâm chăm sóc, được đi học đến trường như bao người.